Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mình giới thiệu đi em. Dạ, em xin chào chị Cát Tường xinh đẹp. Chào anh Huyền Linh dễ thương. Chào em. Dạ, em chào bạn nam ở bên đó. Dạ, em tên là Trương Thị Kim Ngân. Năm nay em 34 tuổi. Em đang làm cho công ty sản xuất bột ngũ cốc Kim Quy Long. Em thì có chơi TikTok, thật ra có nhiều cái đoạn nó hơi vui vui á. Thật ra em muốn hát về cái nơi hiện tại em đang ở. Rồi, mời em. Dạ. Nghe nói Cà Mau xa lắm nên em quyết định em ở Tiền Giang. Tiền Giang vẫn còn xa lắm, về Long An em ở ngay Đức Hòa. Được, dễ thương. Hiện tại là em đang ở Đức Hòa. Đức Hòa là Long An á hả? Dạ. À, rồi mời bạn trai giới thiệu về mình. Chào ông Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên Lương Hiếu Nghĩa, hiện 32 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Hiện giờ đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là tài xế xe tải cho công ty người Pháp, làm ở quận Nhất. Em làm quận Nhất hả? Rồi tối ở quận Nhất luôn hả? Dạ không, em ở, em về Tân Phú. Tân Phú thì đi qua Đức Hòa cũng gần à. Dạ. Thôi cũng hợp lý rồi. Bây giờ chúng ta nói một chút xíu về ưu khuyết điểm đi. Mời bạn gái. Dạ, ưu điểm của em là em nấu ăn rất là ngon. Còn khuyết điểm của em là em chỉ nấu được món chay à, tại vì gia đình em ăn chay trường. Thành ra món mặn em nấu, ảnh ăn được thì ảnh ăn, còn họ ăn không được thì chắc ra ngoài ăn. Chứ giờ sao giờ? Dạ. Chị hỏi nè, lý do tại sao em ăn chay trường? Dạ, em ăn chay trường là tại vì lúc trước em ăn hải sản hay bò, gà, bất cứ cái gì em cũng hay bị dính da. Lúc trước chị mà gặp em là chị không có nhìn em đâu, em xấu lắm. Nhờ ăn chay trường nên mới đẹp đúng rồi, không? Dạ, nhờ em ăn chay trường em thấy em đẹp hơn, có lẽ là nhờ vậy em cũng tự tin hơn, chứ hồi đó em nhút nhát lắm. Em ăn được bao lâu rồi? Dạ em ăn khoảng 13 năm. Hay dữ vậy đó, 13 năm luôn rồi. Dạ. Anh ơi. Nghe. Dạ anh ở bển, ví dụ như mà mình mà quen nhau vậy đó, rồi có đi ăn chung á, anh ăn chay được không anh? Không biết anh ăn chay được không, chứ anh một tháng 20 ngày anh không có ăn mặn. Nói vậy được rồi, vậy là mình hợp á anh. Rồi vậy là cũng trùng hợp rồi ha. Có ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em thì biết chụp hình quay phim, biết nấu ăn chút chút. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em thì cũng hơi nóng tính trong công việc. Rồi tình trường hai bạn sao? Dạ em thì từ nhỏ tới lớn luôn em chỉ có thương ba em thôi, em chưa thương người đàn ông nào khác hết. Chưa có một mối tình nào luôn? Dạ chưa. Mà không lẽ em suốt mười mấy hai chục năm không có được một cái mối tình nào, không có để ý một anh chàng nào? Dạ. Rồi cũng không có ai đeo đuổi em sao? Dạ có người đeo đuổi mà nhỏ hơn thì không có cho em cái sự an toàn, tại vì em thì mẹ em nói ở nhà ba em hiền lắm, còn chị em thì khờ lắm, mình ra con gán con gồng đi con. Cái em cũng chu toàn cho ba với chị em quen rồi, đâm ra cái người bạn mà nhỏ tuổi hơn em á, quen muốn quen em á, thì em làm cảm thấy cái người đó họ không có cho em lòng tin để mà có thể em dựa vào. Nhưng mà vậy em gặp đàn ông rồi em có rung động không? Em gặp ai em có xao xuyến, hay là em xem phim tình cảm rồi em thấy tình yêu, em thấy người ta nắm tay nhau hôn nhau, em có sợ trong người em nó có? Dạ có chị, em con gái 100%, em con gái 100%. Em thấy cảnh em vẫn thích mà. Mà thật vậy là hồi đó giờ là chưa có hôn lần nào hết? Dạ chưa. Nắm tay cũng chưa. Chưa luôn. Nắm tay đàn ông luôn. Dạ. Rồi, chị hy vọng hôm nay em sẽ có được cái cảm xúc đầu đời nha. Dạ em thì cũng chưa có mối tình dắt dài. Hả? Không có luôn hả? Dạ không có luôn, tại vì công việc của em thì sáng đi làm mà chiều em chỉ biết về cái phòng trọ của em thôi, chứ ngoài ra em không biết là ai. Rồi là em cũng chưa hôn nụ hôn đầu đời luôn hả? Dạ chưa chị. Rồi biết hôn không? Dạ chưa hôn sao biết hôn chị? Rồi bây giờ là mình quen rồi, vậy mình chưa có mối tình nào thì mình có định là nghiêm túc và lấy vợ không? Quen bao lâu thì đám cưới? Khoảng 6 tháng đến 1 năm chị. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Dạ chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Rồi lấy về thì ở đâu? Dạ thì ở chung với ba mẹ. Rồi cái mẫu người mà em mong muốn tìm là người như thế nào? Nói chung là hiếu thảo với gia đình, biết cư xử hòa đồng với mọi người là được. Rồi cái ngoại hình? Ngoại hình thì cũng không mập lắm mà cũng không ốm lắm. Rồi gì nữa, có cái gì không thích ở người phụ nữ nữa không? Bận đồ hở hang. Ta bận đồ hở hang chút cho nó đẹp, cho tươi. Dạ, mát. Anh ơi chưa chắc hở hang là không đàng hoàng nha anh. Tại hở vì... là cỡ nào đâu, ví dụ nha anh, cỡ nào là hở, cái hở của mình là cỡ nào?
Nói chung là ra đường bận đồ mà ở đằng trước thì kính, ở đằng sau thì nguyên cái lưng thấy hết. Là không được. Là không được. Như một nút thở được hay hai nút thở được? Một nút được. Một nút thôi ha. Dạ. Còn mặc váy hở hở thì sẽ tới đâu được? Dạ thì váy đừng có ngắn quá. Ngắn quá em ngắn thấy tới đâu? Tới đầu gối hay tới đây hay là? Ngắn sát đây là không được. Cỡ tới đầu gối, ngang gối này là đẹp. Ngang đây được đúng không? Dạ đúng rồi. Xẻ lên tới đây được không? Dạ không. Xẻ khúc được không? Dạ không. Không luôn, không, không xẻ luôn. Không xẻ luôn. Rồi thôi được rồi. Được. Đó là cụ thể. Mặc váy lên qua đầu gối chút được nhưng không xẻ. Dạ chào anh. Gái. Tiền Giang quê huyện nào em? Dạ em ở Mỹ Tho. Mỹ Tho. Dạ. Cái tiêu chí tìm bạn đời của em như thế nào? Dạ em là người chú trọng vô gia đình. Em muốn cái người bạn trai đó là phải biết quan tâm người lớn tuổi. Tại vì nhà em thì bây giờ mẹ em mất rồi, em chỉ còn ba thôi. Rồi. Em rất thương ba em, thành ra là em muốn cái người đó cũng phải thương ba em. Nếu họ thương ba em như thế nào, em sẽ thương gia đình họ là như thế đó. Cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cao, dạ. Mập, ốm thế nào? Dạ, nếu mà người là con trai đó cao trên 1m65 thì tốt. Dạ, còn mập ốm không sao, về mình dỗ được anh. Dỗ được đúng không? Dạ được. Anh thấy bên đây anh hiền, anh dễ thương. Nhưng mà cũng gọi là gì? Gia phong lễ giáo đó nha. Dạ không sao anh, tại anh thấy em đây em lanh lanh gì chứ về nhà em hiền khô à. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với chị ruột và ba em. Dạ chào chú. Chào Quyền Linh. Dạ. Dạ chào Cát Tường. Dạ chào chú. Quý vị khán giả ở khán phòng hôm nay. Tại vì ở ngoài đời tôi không biết nó là sao, nhưng mà về nhà trong mắt của tôi nó chỉ là đứa bé. Dạ. Chú có mong ngày mà con chú coi như yên bề gia thất không chú? Có nghĩ chứ. Nhưng mà con mình thì mình đâu có ép. Nó thích đâu thì mình chấp nhận đó thôi, chứ mình cũng không ép được. Nãy giờ chú trao đổi thì chú nhận xét là bạn trai bên kia là như thế nào? Thì thấy thì cũng được rồi đó. Không biết là hai em nó có hợp với nhau không, cái đó là do duyên số thôi, với lại do cặp mắt của tụi nó. Chứ đối với tôi thì cũng được rồi. Rồi, anh trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ, với cháu kêu bằng cậu, với hai đứa em. À có mẹ ở Bình Định ha. Dạ chào con, dạ chào cô. Chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Dạ chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi mẹ của Nghĩa từ Đồng Tháp đến đây. Thì hôm nay thì thấy hai cháu nó vậy thì cũng xin phép bên đàn gái. Thì cũng cho phép hai cháu nó được kết bạn tìm hiểu nhau đi, rồi cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau, đừng tiến đến xa hơn, cho gia đình hai bên được vui. Dạ. Dạ. Bây giờ sẵn thôi, cô với chú mình bắt tay, mình gặp nhau, biết đâu sau này mình ông bà xui hết ha cô. Mời chú. Đại diện nhà gái với bên đây đại diện nhà trai. Dạ. Nói thẳng ra là... Anh xui bà xui nha. Xin lỗi là mình bổ khuyết thêm. Là bởi vì mình cũng ăn chay trường là năm 90 tới giờ. Yeah. Cho nên cái việc mà ví dụ tiếp đãi xui gia mà bên mặn thì chắc cô không được chu đáo. Yeah. Thì tới chừng đó thì ví dụ mà con có về được nhà cô thì con cũng gánh vác việc đó tiếp cô ha. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi, cảm ơn con. Yeah. Rồi. Dạ. Rồi, hai bạn mở rào gặp mặt nha. Món quà tặng anh. Dạ cảm ơn. Anh cũng có món quà tặng em. Dạ rồi, em này công anh tự làm tới 1 giờ sáng. Tự làm hả? Ồ. Chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau, cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cho anh hỏi là như tỷ bây giờ nếu mà sau này mình có tiến tới xa gần em có ngại làm dâu không? Dạ không anh, tại vì mẹ em cũng từng làm dâu. Dạ mẹ em có dạy em rồi, nói con gái mình làm dâu thì mình phải thương ba mẹ chồng giống như là ba mẹ ruột. Thành ra là cái vấn đề làm dâu thì chắc chắn em tự tin em làm được. Dạ anh thấy em sao? Anh thấy em được. Có hở hang quá không? Dạ. Không, cái này là mình đi chương trình anh. Không kệ đi, bây giờ vậy đó. Vậy là có hở hang lắm không? Nói chung là được chị. Được. Nhưng mà hả? Đi ra đường nhớ mặc áo khoác vô cho em là được. Trời ơi, ta bận gì cho đẹp, nhiều người nhìn chứ tự nhiên bận áo khoác vô bận vậy chi? Phong cách bình thường của em nó không có vậy anh ơi. Phong cách bình thường em nó bình thường lắm. Em có thể mặc đồ lam đi chùa này nọ là bình thường lắm. Chỉ có cái hôm nay quay chương trình mình mặc đồ cho nó đẹp đẹp một chút xíu. Rồi bây giờ anh đứng lên đi. Chưa có mối tình nào phải không? Bên đây chưa có nắm tay ai lần nào. Bây giờ nãy giờ mình nói chứ mình cũng không biết là tim mình có rung động hay không. Giờ tạo cho hai bạn một cái cơ hội nha. Mình nắm tay nhau. Sao anh rung dữ vậy anh? Đó, cảm nhận. 30 giây mình nhìn thẳng vào nhau và mình nói, mỗi người nói một câu thôi.
cảm xúc của mình về người đối diện như thế nào, hay là bản thân mình hiện tại mình đang suy nghĩ điều gì? Em nói thiệt, hồi đó giờ em cũng không có để ý ai, em cũng chưa có rung động với ai bao giờ hết trơn á. Nhưng mà nếu mà thật sự mà anh có thể mà đáp ứng được những cái mà nãy giờ em đưa ra thì có lẽ là em sẽ là người chung thủy. Em bảo đảm với anh điều đó. Anh cũng hứa với em chắc chắn là những cái em nói ra anh làm được. Dạ vậy được rồi anh. Bây giờ mình hãy đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. Bấm nút là đồng ý hẹn hò để tiến tới hôn nhân. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Đó. Nắm tay thấy sao, cảm giác sao? Thấy thích không? Thích anh. Thích hả? Rồi bây giờ mình làm thủ xin tục phép gì bác đi. Trai. Dạ, con xin bác cho con hôn em. Thích rồi ha. Đi. Bạn giới thiệu họ tên, công việc, quê quán của mình nha. Dạ, em xin chào chương trình ạ. Em là tên Đặng Xuân Hiền. Năm nay 33 tuổi. Tại công việc của em là đang là nhân viên vận hành của một công ty chăn nuôi ở Bình Phước ạ. Dạ, vận hành chăn nuôi. Cụ thể là sao? Em nói một chút về công việc của em giùm chị ha. Vận hành chăn nuôi chị chưa hiểu. Ừ. Công việc của em là vận hành máy. Vận hành máy sản xuất ra cám để phục vụ cho cám heo đó chị. Dạ, vậy là nuôi heo, đúng không em? Của công ty Kiri. Rồi, em giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình giùm chị nha. Chưa, anh chưa nói quê quán mà. À, quê của em là ở huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Bình Phước. Điểm mạnh, điểm yếu anh. Về điểm mạnh của em thì em biết rất là nhiều điều. Còn làm được nhiều thứ. Ví dụ như điểm mạnh của em rất thì có về sở thích như ca hát. Còn rất là điểm mạnh của nấu ăn. Ca hát luôn. Nhưng nói là nhỏ, hơi nhỏ vậy ta, hay tôi nghe nhỏ ta. Em nói lớn xíu chị nha. Nói nhỏ sao á. À, nói lớn lên, tại vì mình lên mình ghi hình á, mình nói nhỏ quá không ai nghe được á, em biết không? Dù ở ngoài em với bạn gái ngồi nói chuyện thì thủ thỉ thủ thì với nhau được. Lên đó mình phải nói cho cả thiên hạ biết mà, mình phải nói lớn tí nha. Dạ, dạ, em hiểu. Rồi mình hát được thì mình hát miếng nghe coi nè. Để lên chương trình mình hát được không chị? Giờ hát vài câu thôi, chị nghe thử coi. Bài gì cũng được, lên chương trình thì phải chọn bài khác. À vậy hả? Tại vì em cũng lần đầu phỏng vấn em hơi run một xíu, để em tìm một bài hát nào cho nó dễ. Đúng rồi, hát đại vài câu thôi. Dạ. Em sẽ hát một bài bản tình ca đầu tiên. Ok, mời em ạ. Dạ. Nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chưa chan, dấu phong bao anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Dạ, em xin nhớ đây. Rồi, ok em. Chia sẻ một chút đường tình duyên của mình nha. Em bao nhiêu mối tình rồi, tại sao chia tay ạ? Em có hai mối tình. Một mối tình thì lúc cách đây là khoảng tầm 6 năm trước. Tại vì là không hợp nhau thì chia tay. Còn một mối tình mới cũng gần đây khoảng tầm 2 năm. Thì tại vì coi như là cũng kiểu như mà mình không hợp thì người ta không quen mình nữa nên mình chia tay được rồi. Ủa nhưng mà lý do không hợp của anh là gì? Tại vì mối tình nào anh cũng nói không hợp hết trơn. Thì cái điểm chính của không hợp của anh là gì? Nghĩa là người ta nói là mình không hợp với người ta thì người ta chia tay mình thôi. Là người ta, do là người ta chủ động chia tay anh chứ anh không có chủ động chia tay. Dạ, dạ đúng rồi. Chủ động chia tay hả hay sao?
sao chị? Nói chung nói rồi. Anh chủ động chia tay hay là họ? Họ bên phái nữ chia tay thôi. Ờ, nhưng mà ý là họ có nói rõ lý do không? Ngoại trừ không hợp. Người ta chỉ nói lý do như vậy nên em cũng không có níu kéo. Ờ, ok. Vậy thì hiện tại sau những cái mối tình đó thì anh có dạng như mình tìm hiểu những người khác nữa không? Ví dụ như mình lên bây giờ hiện tại đang có rất là nhiều cái app hẹn hò, anh có lên tìm hiểu không? Em không có lên mấy cái app hết chị ơi. Ừ. Thực tế thôi chứ em không có lên mấy cái app. Rồi chẳng lẽ mình đi làm này nọ rồi mình không gặp được ai nữa khác? Dạ, tại vì công việc của em á, hình như là vận hành với làm việc hầu như là không có bên phái nữ nhiều quá chị. Hầu như là phái nam, chủ yếu là phái nam tại vì là làm bên cơ khí với tay chân nhiều quá chị. Nên không có phái nữ nhiều. Nên em cũng không có chưa có em một mối tình nào nữa. Hồi nãy anh chưa có nói về điểm yếu của anh là gì? À, điểm yếu của em là nhút nhát với đám đông đó chị. Wow. Rồi tự nhiên rồi lên bảng hẹn hò trước cái bao nhiêu người rồi anh có bị sượng không? Em thì cố gắng gì. Em đang tập là quen trước điểm đông đám đông. Đúng rồi, sẽ lên nói chuyện nhiều hơn với lại mình sẽ hát tỏ tình với bạn nữ nữa. Dạ. Yeah. Nên mình nhút nhát thì nó cũng hơi gì á. Ủa nhưng ví dụ như là trước khi mà anh thích người đó đi thì ai là người chủ động? Anh có phải những mối tình kia hả chị? Ừ. À, thì cả hai chị ơi chứ không phải là nói một người thích trước người thích sau thì mình cũng nhắn tin qua lại rồi đó. Qua lại xong rồi nhắn tin thì tụi em không phải là gọi là nói à anh yêu em hay là gì đó, có nghĩa là tự động hai người tìm đến với nhau luôn. Ok. Dạ. Rồi. Hiện tại bây giờ anh tới đến với chương trình thì anh mong muốn mẫu bạn gái của anh như thế nào? Em thì không cần mẫu bạn gái, không đặt ra nhiều tiêu chí, em chỉ cần lễ phép, ngoan hiền là được, không cần thì nhiều về biết một ít về nội trợ gia đình như vậy thôi, em không cần thì tài gì đấy. Lễ phép, ngoan hiền, rồi kính trên dùng dưới gia đình đúng không? Dạ đúng rồi, cái chú chồng những người lớn như ba mẹ. Ủa hiện tại là anh đang ở chung với ba mẹ hay là như thế nào? Dạ đúng rồi, hiện tại đang ở chung với ba mẹ. Là anh mình đã có nhà riêng chưa? Đó là nhà hay là ở chung với lại ba mẹ không? À, có nghĩa là nhà em thì chỉ có hai anh em thôi. À, anh của em thì lớn đã lập gia đình rồi. Bây giờ hiện tại thì còn mối ba mẹ với em. Ba mẹ cũng lớn, bây giờ hiện tại đang ở với ba mẹ. Ok, vậy có nghĩa là khi mà cưới bạn gái thì có thể sẽ về làm dâu đúng không? Dạ. Không sao, cái đó thì mình không quan trọng lắm. Vì mình ở đâu cũng được, không quan trọng là áp đặt là phải về ở chung với bố mẹ hay là phải ở bên nhà gái như thế nào, không cần. Ví dụ như bạn gái yêu cầu là cả hai đều là ra ở riêng thì anh vậy như anh có thể là anh nghĩ là cái thu nhập của anh có thể mua được căn nhà riêng cho hai vợ chồng không? Dạ có cái gì? Dạ được. Ghê vậy ta. Rồi, anh gái mang cái gì? Dạ tha gì? Alo. Dạ em nghe lộn. Nói lại đi thôi. Alo. Dạ em nghe chị ơi. Đừng nghe rồi con ơi. Mạng của chị em nghe chập chờn á chị. Alo. Dạ rồi. Dạ em nghe rồi chị. Dạ rồi ok. Ngoại hình gái này. Ngoại hình đó anh, về ngoại hình à, dạ ngoại hình thì chỉ cần cao thêm hết 50 là được, không cần thì ngoại hình cao giá dễ nhìn là được. Dễ nhìn là như thế nào? Tại vì anh có một cái gu mẫu gu nào không, ví dụ như nhìn giống Mỹ Tâm hay là Ngọc Lan chẳng hạn?
mấy cái đó mình không quan trọng chưa, mình không là mình cảm thấy là không cần để xin diện nhiều hơn, có thể ăn mặc bình thường đi ra ngoài xã hội người ta không chê được. Ý là anh thích một người mẫu bạn gái, ví dụ như là ăn mặc đàng hoàng, kín đáo, hay là một người bạn gái sexy? Đúng rồi, ăn mặc lịch sự là được. Không, chút thì em không thích được. Dạ. Thích bạn gái mặc kín đáo ha. Rồi còn tóc thì sao? Hay da trắng, da đen? Cái đó không quan trọng chứ. Cái đó tại vì là nếu mà cái của bản thân của mình thì sao cảm thấy mình đẹp phù hợp với chính bản thân mình được. Không, tại vì có nhiều người là họ thích con gái tóc ngắn. Anh thích rất ngắn. Em không quan trọng về mức độ. Ok rồi. Chứ gu mua bạn gái của anh là kiểu bánh bèo hay là cá tính? Em thích cá tính. Blue style cá tính. Cá tính mà kiểu róc róc được ha, xăm mì này nọ thì anh thích gì hả? Xăm mình đồ. Xăm mình thì cũng được, nhưng mà với một ít kín đáo một chiếu thôi, chứ đừng có bộ lộ ra ngoài quá. Okay, rồi, còn về cái công việc của bạn gái thì anh có mong muốn như thế nào? Công việc thì mình chỉ cần mình có thu nhập ổn định được, không cần gì. À, lỡ bạn gái ấy ví dụ như nghiệp rồi sao, ở nhà làm vợ làm thôi anh chịu không? Dạ cũng được, không có vấn đề gì. Ok, thất nghiệp làm vợ cũng được ha. Rồi cái tính cách mà bạn gái anh không thích là gì? Tính cách hả chị? Dạ. Anh thích bạn gái hút thuốc hay là nhậu không? Dạ đúng rồi, những cái tính mà như ông cha ta hay nói là cũng người hay chơi phụ lêu lỏng gì đó thì anh thích, mình cần điềm đạm bình thường thôi. Nhưng mà tại vì những người bạn gái mà cá tính nha, thì đôi khi hiện tại vì tại là người ta đa số là đều có thể là uống bia có nè, khoái đi chơi nè, mạnh mẽ nè, chỉ hút thuốc cũng có luôn, chứ giờ mà ai này nọ là cá tính em không phải là người gọi là cá tính quá trong những gọi là những giới trẻ hiện tại bây giờ cá tính bình thường thôi, cũng không phải là như kiểu quá mức như những ảo hút thuốc ngày xưa mà nhậu được không? Mạnh quá. Nhậu được không, nhậu nhiều không? Cái đó thì em không quan trọng, cũng như là ví dụ nhậu à, không quan trọng để trong công việc là được, không đừng đi đi quá xa là được. Ok rồi, chị Trúc ơi, còn cái gì để hỏi bạn ấy nữa không? Không anh ơi, được rồi. Ừ, chị im là được rồi đó. Rồi. Cảm ơn.